Trời ơi, trời ơi, view hôm qua cao quá, trời ơi, quá trời người xem luôn, quá trời lượt like, lượt thích luôn, trời ơi, ghê thiệt chứ. Ôi, hồi mấy bạn ơi, mấy bạn có biết gì không? Hôm qua đó, nếu như những bạn nào mà theo dõi kênh YouTube của mình thì chắc chắn mấy bạn cũng sẽ biết. Hôm qua mình mới vừa đăng một cái video về những anh da đen King Hồn mấy bạn ơi, đó. Thì cái video hôm qua đó đã đạt được gần 1 triệu view luôn bạn ơi, gần 1 triệu view luôn nha. Mà không những vậy đâu nha, mà nó còn đạt được một số like vô cùng gọi là khủng luôn bạn ơi, bạn coi nè, quá trời like, quá trời view luôn. Rồi ghê thiệt chứ. Bởi vậy cho nên á là mình cảm thấy rất là vui luôn các bạn ơi. Mấy bạn xem video á, mấy bạn hãy nhớ là hãy nhấn vào nút like và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người, để cho mình có thêm động lực làm thêm nhiều video mới cho các bạn xem nữa nha. Trời ơi vui ghê luôn á. Rồi ok, để mình xem coi còn gì nữa không nha. Ủa cái tiếng gì vậy ta? Ôi mình mới nghe thấy tiếng gì phải, hình như có ai đó bấm chuông nhà mình thì phải không ta? Để mình xuống mình xem thử coi. Ủa ai trời? Ủa sao không có ai hết ta? Rõ ràng là hồi nãy mới có người bấm chuông cửa mà sao bây giờ lại không thấy ai hết nhờ? Ủa kỳ ta? Trời ơi. Ủa mà có cái gì đây? Một cái rương nè. Wow, một cái rương. Ủa khoan, nhưng mà tại sao lại có cái rương nằm ở đây mà không thấy ai hết vậy? Chẳng lẽ cái này là quà mà fan tặng cho mình sao ta? Ủa mấy bạn ơi, hay là cái này là quà mà một bạn fan bí mật nào đó đã tặng cho mình? Trời ơi, hấp dẫn nha, hấp dẫn nha. Để mình xem thử coi trong cái rương này có gì nha. Ôi, lâu lắm rồi mới được fan tặng quà đó. Trời ơi, mừng ghê á trời. Mở ra thử coi. Oh my god, cái gì đây? Trời, kim cương mấy bạn ơi. Trời, đâu, mình lấy ra xem thử coi. Trời, cái này phải kim cương thiệt không vậy trời? Ôi trời, để xem coi bao nhiêu viên kim cương đây, sao mình thấy nhiều quá vậy ta? Đâu, mình lấy ra thử nha. 64 cộng với 36 viên. 64 cộng với 36 có nghĩa là 100 viên kim cương các bạn ơi. Trời ơi, 100 viên kim cương lận á nha. Trời, nhiều vậy trời. Trời ơi, để mình xem coi có phải kim cương thiệt không đây, để xem coi. Kim cương thiệt không ta? Ồ, cái này là kim cương thiệt các bạn ơi. Cái này là thiệt rồi, không phải giả đâu nha. Ôi trời ơi, Phong Cận được fan tặng đến 100 viên kim cương luôn bạn ơi. Ghê thiệt chứ. Không biết bạn fan là đã tặng cho mình vậy ta. Trời ơi, bạn nào mà tốt bụng quá vậy, tặng cho mình đến tận 100 viên kim cương luôn. Ủa, vậy là kỳ này mình có kim cương để mình xài rồi, không cần phải đi mai, không cần phải đi xin tiền dịch nữa. Trời ơi, hợp lý chợ. Đem vào nhà chơi ca chợ là trời. Vậy là có kim cương để xài rồi. Hay, rồi để bỏ kim cương trong rương nè, bỏ vào đây. Trời ơi, vui ghê á. Hôm nay Phong vừa được view cao nè, mà Phong còn vừa được fan tặng cho 100 viên kim cương nữa bạn ơi, thật là xịn quá đi. mà khoan, tại sao bạn ấy lại tặng cho mình 100 viên kim cương ta? Hay là bạn đó tính thử lòng mình ta? Ừ, nhiều khi là cái bạn này bạn nó đang tính thử lòng mình cho nên mới tặng cho mình nhiều kim cương đến như vậy á. Mình có nên gọi là đem kim cương đến cái chỗ của chú công an mình nộp cho chú công an không ta? Đúng rồi, bởi vì cô giáo mình thường hay dạy mình á là nhặt được của rơi á là phải gọi là trả lại cho người bị mất. Có khi nào có người nào đó đang thử lòng mình không ta? Mình nghi lắm mấy bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ đem những viên kim cương này đi đến gọi là sở công an để mình nộp cho mấy chú công an mới được. Mình không được gọi là tham lam đến như vậy, bạn hiểu không? Không được tham lam. Ok, đi thôi. Nhưng mà khoan. Sẵn dịp bây giờ mình đang có nhiều kim cương đó như thế này, tại sao chúng ta lại không làm một cái trò gì đó thật là vui để John Hero Team ta? Không phải là John, nhầm. Trời ơi, mình từ trước giờ mình cứ John Hero Team nhiều quá cho nên mình cứ nói lộn là John Hero Team hoài. Không phải là John Hero Team nha, mà là hay là chúng ta sẽ sử dụng 100 viên kim cương này để chúng ta thử lòng Hero Team ta. Ồ, hợp lý nha. Mình lượm được 100 viên kim cương, mình quyết định mình sẽ đem đến nộp cho những chú công an. Vậy nếu như mà những thành viên của Hero Team mà lượm được 100 viên kim cương thì mọi người có đem đó cho chú công an giống như mình không ta? Nghe cũng là một câu hỏi khá là hay đó nha. Ok, đúng rồi bạn ơi. Vậy thì hôm nay mình Phong Cận TV sẽ cùng với những bạn fan, chúng ta sẽ thử sử dụng 100 viên kim cương này để chúng ta thử lòng mọi người trong Hero Team nha. Để xem coi mọi người trong Hero Team, mọi người có thật thà, có chân thật không nha các bạn nha. Để thử nha các bạn. Hợp lý đó. Ok, để mình xem coi hiện tại là có những ai trong world ta. Ôi, mình thấy bên kia là có mèo Simmy với anh Mr. Dịch kìa các bạn. Ok, rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ thử lòng gọi là mèo Simmy nha các bạn nha. Simmy á, là một trong những cái người gọi là rất là đáng yêu, rất là dễ thương đó các bạn ơi. Nhưng mà ai mà biết được đằng sau bộ mặt đáng yêu đó, liệu rằng Simmy có tham lam hay không? Mình sẽ thử lòng Simmy nha. Ok. Hợp lý á, sẵn coi trăm viên kim cương, sẵn thử lòng Simmy mới được. Ok, để qua thử nha. Ok, để mình vào quán trà sữa nè. Hello Simmy, hello, dạo này khỏe không? Hello Phong, trời tôi rất là khỏe luôn á. Sao, đừng qua đây mua trà sữa đúng không? Đúng rồi, hôm nay là tôi qua đây để tôi mua trà sữa nè. Simmy có món trà sữa nào ngon nhất, xịn nhất, đắt nhất thì bưng ra liền cho tôi nghe chưa?
Trời, ông có chắc là ông mua được cái món trà sữa ngon nhất trong quán tôi không vậy? Nó bị đắt đấy nha. Trời ơi trời, nghĩ gì vậy? Nhìn nè, hôm nay Phong Cận đã trở thành đại gia rồi. Phong Cận có rất là nhiều kim cương luôn. Trời ơi, đại gia trong lòng tôi. Được rồi, bây giờ bạn muốn gọi là trà sữa ngon nhất đúng không? Đúng rồi. Sim có cái trà sữa nào mà nó to hay là to, nó nhiều trà sữa nhất, nó nhiều kem, nhiều trân châu nhất, đem ra liền cho tôi nha. Ok. Rồi, ok, đợi chút, có liền. Ồ, hôm nay ở quán Simi còn có anh Dịch nữa nè. Anh Dịch, hôm nay anh ăn cái gì thì anh cứ kêu hết đi nha. Em sẽ gọi là bao anh ăn hết cái quán này luôn cũng được. Được không anh? Trời, cái gì đây? Ủa, cái này là gì? Ờ, khoan. Sao cái này nhìn giống cái bồn cầu vậy? Trời ơi, anh không đi uống trà sữa mà anh đi uống nước trong bồn cầu hả? Trời ơi, ghê vậy? Ơ, con xin lỗi. Giỡn xíu hay làm gì đây ghê vậy? Đây là món đặc biệt mới mà quán Simi phục vụ khách hàng. Anh ngồi đây từ chiều. Trời ơi. Ủa Sim ơi. Tính ra là quán của Sim hôm nay là mới update thêm gọi là cái ly trà sữa hình bồn cầu hả? Xin giới thiệu với ông, đây chính là trà sữa phiên bản đặc biệt trong bồn cầu. Trời mấy bạn ơi, lần đầu tiên mình mới nghe nói là trà sữa mà bỏ trong bồn cầu á, vậy thì ai dám uống, trời gớm mấy mồ à. Ôi, rồi xong ông Dịch ống xỉu rồi. Thôi cài ổng luôn đi Sim, thôi. Bây giờ Sim có trà sữa nào ngon nhất, đem ra đây đi. Xin giới thiệu ông, đây trà sữa kèm rất nhiều thứ. Đấy, đó. Cái gì đây? Đây là món trà sữa gì mà nhìn thấy ghê vậy? Nói chung là nó ngon lắm, yên tâm, và tặng kèm thêm gọi là một đống sushi siêu thượng hạng. Wow, trời ơi. Hôm nay quán trà sữa của Simi là có bán thêm cả sushi luôn hả? Trời ơi bạn ơi. Lần đầu tiên mình thấy một quán trà sữa mà có bán cả sushi luôn nha. Ngon vậy ta. Rồi tôi ăn nha. Trời ơi, ở đây nhiều sushi quá bạn ơi. Có sushi tôm, sushi trứng nè, sushi cá hồi nè, quá trời luôn. Ở trà sữa cũng ngon nữa. Ok, ăn thôi. Nhâm. Trời ơi, ngon quá. Ủa, mà tổng cộng là hết nhiêu vậy? À, tổng cộng á chỉ còn hết một cục kim cương thôi. Một viên kim cương thôi hả? Ok à, rồi. Đúng rồi. Ok bạn ơi, bây giờ mình đã ăn hết cái món trà sữa ở đây. Và cái món trà sữa này chỉ có giá là một kim cương thôi bạn ơi. Mình sẽ thử bỏ vào trong đây 100 viên kim cương để thử lòng Simi xem coi như thế nào nha. Ok rồi. Ok Sim, tôi bỏ kim cương vào đây nha. À ok, cảm ơn nha. Rồi ok, đi đây. À, ok bạn ơi, đi thôi bạn ơi. Phong. Hả gì? Gì cơ? Tôi bảo là một kim cương thôi mà sao cho tôi quần gần cả hai stack kim cương vậy? Thật ra đây chính là 100 viên kim cương lận á. Ồ, thế á? Trời ơi. Ủa? Phong ơi, ông phải cẩn thận chứ không là bị mất kim cương á. Tôi lấy một cái thôi. Lấy một cái rồi hả? Trời ơi, ủa, tính ra là bình thường người ta thấy kim cương là người ta sẽ thích lắm mà, người ta lụm hết luôn à. Sao Sim lấy có một cục vậy? Trời đất ơi, tôi làm ăn tôi cũng phải gọi là gì tên chân thật hả? Tôi nghĩ sao tôi ăn cắp người ta được, nói chung vậy nó xấu lắm. À trời ơi, vậy là Simi là một con người rất là chân thật luôn đúng không? Gọi là không gọi là lụm đồ của người khác đúng không? Ok rồi, rồi. Thật ra ta chính là bột đây, con thật là chân thật. Ta sẽ tặng cho con 100 viên kim cương này. Thôi giỡn, tôi giỡn á. Thôi trời ơi tôi giỡn á trời ơi bạn ơi. Mình chỉ đang giỡn thôi mà Simi tưởng thiệt các bạn ơi. Ê mà khoan nha, hai mấy bạn thấy không, Simi rất là chân thật luôn các bạn ơi. Mình để vào trong cái rương đến tận 100 viên kim cương mà Simi cũng không lấy luôn. Vậy có nghĩa là Simi là con người chân thật. Ok, mình đã gọi thử lòng được Simi rồi. Bây giờ mình sẽ thử lòng người tiếp theo là ai ta, để xem coi. Ui, mình thấy có cái tên ông Siro nè. Để mình qua bên nhà ông Siro mình xem coi, mình thử lòng Siro thử nha các bạn nha. Ok. Wow, cái nhà hình chó sói của Siro. Nhìn ngầu thật sự. Ok. Bây giờ mình sẽ vào đây nè, sau đó mình lấy cho mình một cái rương. Đó, rồi. Mình sẽ để cái rương ở trước nhà nè. Ở khoan, để bên ngoài đây đi. Ok, để ngoài đây nè. Đó, sau đó mình sẽ bỏ vào trong đây 100 viên kim cương. Rồi, để xem coi phản ứng của Siro sẽ như thế nào khi mà thấy được 100 viên kim cương này nha các bạn nha. Ok, mình phải kiếm chỗ nào đó mình nấp mới được. Rồi, chui vô đây nấp mấy bạn ơi. Đứng trong này nấp mới được. Ok, để xem coi nha. 1 hour later. Trời mới sáng sớm ai đưa thư vậy trời? Có ai đây không? Trời đưa thư gì đâu mà không bấm chuông cửa hết bà nội. Nghe ông đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6 9, 11, 12 100. Trời ơi, 100 viên kim cương. Trời ơi, 100 block kim cương. Quá, wow, vậy là kỳ này dạo rồi. Kỳ này khỏi làm YouTube nữa. Xuống về hồi đem vô giấu.
À, hóa ra Siro là một con người tham lam bạn ơi. Trời, mình để đây 100 viên kim cương, thấy kim cương mà không biết đem đi nộp cho công an, mà lại lấy kim cương đem vô nhà cất luôn bạn ơi. Trời ơi, Siro thật là gian xảo quá đi. Mình phải đòi lại kim cương mới được. Trời ơi, anh Siro làm vậy là chết tôi rồi. Mình phải gọi là đòi lại kim cương mới được. Rồi, gì vậy? Cái gì mà sáng sớm đi xong nhà bây giờ ba? Ủa, hồi nãy em có để ở trước nhà anh 100 viên kim cương á, anh có lượm được không vậy? Hả? 100 viên kim cương hả? Đúng vậy. Vậy ai biết giàu? Ai biết giàu? À. Chối hả? Chối hả? Hồi nãy rõ ràng là em bỏ 100 viên kim cương ở trước nhà anh. Anh có lượm được không? Nếu lượm được thì trả lại cho em nhanh lên. Kim cương vậy? Trời, tôi mấy kim cương vậy mấy người đổ quay tôi báo con xa, con báo con ba. Cái gì? À, để còn đòi báo công an nữa ha. Kim cương em để ở trước nhà anh. Em có quay clip lại rồi và em đã thấy được anh lượm kim cương của em. Bây giờ mà anh mà không trả cho em á thì ngay lập tức em sẽ up cái clip này lên trên gọi là Facebook để cho mọi người ở trên Facebook thấy được rằng là anh Rô là một người tham lam. Đừng người ta nói giỡn xíu làm gì căng nè, kim cương nè. Ngài thấy định đem con xác không thấy ai nên cũng luôn á. Trời ơi, xạo, thấy kim cương ở trước nhà xong đem vô trong nhà giấu đúng không? Trời ơi, anh Rô thật là gian xảo, em sẽ lấy kim cương này hết, lấy hết lại, ok. Rồi, cũng may cho anh á. Vậy. Đừng up video nha, Anh yên tâm đi, em sẽ không up cái video này lên trên Facebook đâu, mà em sẽ up cái video này lên trên YouTube cho 1 triệu bạn trên kênh của em thấy được anh Rô một người gian xảo. Ok, em đi đây. Cái gì? À, đã ăn cắp kim cương của người ta rồi còn muốn quýnh người ta ha. Anh Rô này thật là gọi là sao ta? Ác độc rồi. Ngon, đố anh bắt được em. Trời ơi, liêu đố anh bắt được em. Trời còn lâu mới giết được em. Ok bạn ơi, bây giờ mình đã biết được anh Rô là một người rất là gian xảo bạn ơi. Trời ơi, rồi anh thấy được kim cương của mình cái anh lụm luôn bạn ơi. Rồi, thôi em không chơi chung Rô đâu. Em đi đây. Em đi đây. Tạm biệt. Ôi trời, ông dí tận đây luôn bạn ơi. Ok, để chịu hồi vô đây nè. Ông Rô ông dí dài quá vậy. À, chạy. Trời, ông Rô dài quá bạn ơi. Chạy. Trời ơi mấy bạn ơi, anh Siro ổng hung dữ á bạn ơi. Ổng đã lượm kim cương của mình rồi mà ổng còn quýnh mình nữa. Trời ơi trời, cũng may cái này là kim cương trong game á nha, cho nên là ổng mới tham ổng lượm á, chứ gặp kim cương ở ngoài đời thật là ổng bị bắt đi tù luôn rồi đó. Trời ơi, anh Rô này kỳ cục ghê á. Tí nữa mình sẽ phải nói với anh Dịch để anh Dịch gọi là bắt anh Rô viết bản kiểm điểm mới được. À, nhưng mà khoan, bây giờ để xem coi còn ai để mình gọi là thử lòng nữa không ta. Ô, mình thấy có ai trong nhà chị Ca Mui nè. Ơi, chị Ca Mui luôn nè. Ồ, vậy là chị Ca Mui đang có ở trong map mấy bạn ơi. À, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thử lòng người tiếp theo chính là chị Ca Mui nha. Ok bạn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để một cái rương ở trước nhà nè. Đó, sau đó mình sẽ bỏ vào trong đây 100 viên kim cương. Rồi, ok. Ok, núp ở đây nha. Để xem coi Ca Mui sẽ xử lý sao đây. À. Bố, ủa? Khách đâu rồi? Ủa sao nay thì ai gọi mà ta? Ơ mà trong này có cái hòm gì ta? Từ để mở xem nào. Ua! Trời đất ơi! Tận 100 khối kim cương! Wow! Nhưng mà nhớ có ai đánh rơi ở đây? À mà rơi thì thôi, mình cứ lấy cũng được mà ta. Thôi cất, không như ai thấy thì chết. Trời ơi, cái gì? Thấy được kim cương xong lượm kim cương đem vô nhà cất luôn. Trời ơi các bạn ơi, hóa ra bây giờ mình đã phát hiện ra anh Rô với chị Ca Mui hai người đều gian xảo như nhau các bạn ơi. Lượm kim cương xong đem vô nhà cất luôn kìa. Trời ơi, chị Ca Mui, hóa ra chị Ca Mui ngây thơ của chúng ta là một người rất là tham lam lượm kim cương của người khác. Rồi, mình phải vô mình đòi lại mới được. À, ok, để vô đòi lại. Để lên trên nhà bả kiếm bả coi. À, Ca Mui đâu rồi? Ca Mui. Ủa, Ca Mui đâu ta? Ca Mui ơi. Ca Mui trốn rồi. Trời chết rồi bạn ơi. Có khi nào bà Ca Mui bà lượm được 100 viên kim cương xong bà trốn luôn không trời? Trời, 100 viên kim cương là đủ để cho bà xây thêm mấy ngôi nhà nữa. Trời ơi, xoay xong rồi. Có khi nào Ca Mui tham lam quá, Ca Mui lấy kim cương Ca Mui trốn luôn không ta? Phải ra ngoài kiếm Ca Mui được. Đập cửa sổ luôn, chui ra ngoài. Ca Mui đâu rồi? Ủa khoan. Ê, hình như chỗ kia là bà Ca Mui kìa phải không? Khoan, mình phải núp vô, mình phải núp vô bạn ơi. À, lượm kim cương của mình sau đó trốn ra ngoài đây ha. Đâu, để coi có chuyện gì xảy ra đây, để coi. Lại ông đi qua lại bà đi lại, có vàng cho vàng, có kim cương cho kim cương. Tôi đói quá, tôi nghèo khổ quá, lạnh quá. Bác ơi, bác đói lắm hả? Trời ơi, nhưng mà chỉ có 100 viên kim cương để, nhưng mà phải đi lộp cho sở công an. Nếu mà đưa cho bác ý thì không thể được. Thôi được rồi, để cháu đưa cho bác 1 viên kim cương để bác mua đồ ăn nhá. Sau đó thì cháu sẽ bù vào đây, rồi cháu sẽ đi lộp cho đồn công an vậy. Nè bác ơi, con đưa cho bác kim cương nè. Trời ơi, cảm ơn cô gái rất nhiều nha. Có tiền gian phá lâu rồi. Ôi trời ơi bạn ơi, trời ơi mấy bạn ơi.
Hóa ra chị Ca Mui cũng đem kim cương nộp cho mấy chú công an các bạn ơi. Ôi vậy là mình đã hiểu lầm chị Ca Mui rồi bạn ơi. Chị Ca Mui đem kim cương không những gọi là nộp cho mấy chú công an, mà chị Ca Mui còn sử dụng kim cương của chị Ca Mui để chị Ca Mui cho một ông lão ăn xin để ổng đi ăn phá lấu nữa bạn ơi. Trời ơi, ủa mà khoan, tại sao lại ông lão lại thích ăn phá lấu ta? Ờ mà thôi kệ đi. Ờ, nói chung á là chị Ca Mui cũng là một người rất là thật thà bạn ơi. Ờ trời ơi trời. Thôi được rồi. Bây giờ mình nghĩ rằng mình phải đem kim cương đi nộp cho mấy chú công an đây. Hey, ok. Trong Hero Team mình ai cũng thật thà hết. Ơi mà khoan, hồi nãy mình đã đưa kim cương cho bà Ca Mui rồi, thì bây giờ kim cương đâu mà mình nộp cho mấy chú công an đây? Mà lỡ như có ai đó đến đòi kim cương mình thì làm sao mình có kim cương mình trả cho người ta đây? Ơi chết, phải chạy theo đòi lại kim cương mới được. Trời ơi chết tôi rồi. Trời ơi, đưa kim cương cho bà Ca Mui xong bà Ca Mui mới chạy đâu mất tiêu rồi. Thôi toàn các bạn ơi. Thôi ok, mình nghĩ rằng video này cũng đã dài rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn nha. Bây giờ mình phải đi kiếm Ca Mui để đòi lại kim cương đây. Trời ơi, chứ không thôi là không có kim cương đâu mà trả cho ta. Trời ơi là trời, chết tôi rồi. Bye bye mọi người nha. Đừng quên là hãy nhớ vào nút subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình và các thành viên của Hero Team nha. Còn bây giờ thì mình đi đây. Bye bye mọi người. Yêu anh em phải nồi, tạm biệt. Đi đây. Trời ơi.